Hello, come back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thủ loại 12 game. Các bạn của mình phá từ game đầu tiên nha. Race Crash, let's go. Ok, so far bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Jolly Chicken Sleeper. Thank you.
Ok, quả lại gặp boss này. Mình sẽ tiêu diệt anh chàng boss này. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Sleeper, Hitman Sleeper. Let's go. Ok, let's go. Ở đây các bạn sẽ phải bảo vệ anh chàng này thoát khỏi zombie. Anh ta đang chữa xe. Okay. Zombie for love. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Zoologica. Thank you.
OK rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ok, đã xong. Start game. Let's go. Wow. Ngồi không thế là vẫn trúng. À thôi. Mất luôn 1 phần 3 cái máu rồi. Càng ngày càng khó luôn. Nhưng không sao. Bắt buộc thì mình phải đi lên máu, nếu không thì dễ thua ngay. 45, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ sau. Sleeper Hollow. Thank you.
Christmas. Ok, rồi, tiếp tục. Silver Body Assassin. Một anh chàng cầm ba lô. Anh chàng cầm ba lô đây rồi. Vista 5 đội mũ vàng, anh chàng này đội mũ vàng đây rồi. To my mister. Oh my gosh. Có thể là anh chàng kia. Anh chàng đây rồi, anh ta đội mũ trắng đã đây, xuất hiện rồi. 40 100. Ok, rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Beast Shogun 3D. Ok, đấy là một cửa khá đẹp.
my gosh. Scar. So I've arrived at the main city center later. Kinshasa. Let's go. Làm nhiệm vụ tiếp theo. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. This Frank. Ok.
Let's go. Well, let's try. Okay. Oh my God, psycho. Mình coi cái đó, phải cố tránh đâu. Sao? Ok. 4 sao. Wow. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Steven Arena.
Welcome, Steven. Dismas. One shotter's left. Then double kill. Unstoppable. Deadshot. Unstoppable. Unstoppable. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.